Chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Sửa Chữa Laptop 24h.com. Thì hôm nay cũng là một ngày năm mới, tuy nhiên thì chắc chắn rằng tất nhiên anh em vẫn phải sử dụng máy tính đúng không? Thì trong video ngày hôm nay, Sửa Chữa Laptop 24h.com sẽ lại đem đến cho các bạn một vài cái thủ thuật cực kỳ hay. Hôm nay ấy, thì sẽ đặc biệt dành cho những anh em nào mà hay quên mật khẩu, cũng như là có thể là có một vài chiếc máy tính các bạn để lâu rồi không đăng nhập, bạn quên mật khẩu, thì các bạn cũng có thể xem hết video ngày hôm nay của Sửa Chữa Laptop 24h.com để tìm cách đăng nhập vào trong cái máy tính của chúng ta khi không có mật khẩu nhé. Với cái cách đầu tiên đó chính là các anh em có thể đăng nhập vào trong cái máy tính chúng ta với một cái tài khoản quản trị viên khác. Thì để đăng nhập được với cái tài khoản quản trị viên khác ấy thì anh em hãy làm những bước sau đây cho mình. Bước 1 thì trên màn hình đăng nhập Windows các bạn có thể nhấn cái thỏ phím là Ctrl Delete Alt và các bạn chọn vào Switch U cho mình để chuyển sang cái tài khoản người dùng mới. Nếu các bạn đang sử dụng Win 8, 10, 11 trở lên ý, phía hình ảnh người dùng này, một danh sách các cái tài khoản account nó sẽ hiện lên. Nếu trong trường hợp mà anh em có nhiều tài khoản ý, thì các bạn có thể đăng nhập vào. Bước 2, khi các bạn đăng nhập vào cái tài khoản admin khác rồi ý, thì các bạn có thể tìm kiếm đến mục Control Panel cho mình và chọn cái mục là Use Account and Family Safety. Và các bạn chọn tài khoản các bạn muốn đổi mật khẩu hoặc là xóa mật khẩu. Các bạn click chuột vào mục là Change the Password này hoặc là Remove Password cho mình. Nếu trong trường hợp các bạn thay đổi mật khẩu thì tất nhiên các bạn vẫn sẽ phải gõ lại các cái mật khẩu cũ mà các bạn cần nhớ ra. Nếu các bạn chọn Remove ấy, thì các bạn chỉ cần xác nhận là xóa mật khẩu, vậy là được. Vậy thì sau khi chúng ta đã xóa mật khẩu rồi ấy, thì các bạn sẽ hoàn toàn có thể là đăng nhập lại vào cái Use Account cũ của các bạn mà không cần đến mật khẩu trong trường hợp các bạn quên. Tuy nhiên thì với cái cách này nó có một hạn chế cực kỳ lớn, đó chính là cái máy tính của bạn sẽ phải có nhiều tài khoản quản trị viên và các bạn tất nhiên sẽ phải nhớ cái mật khẩu của một trong các tài khoản quản trị viên đấy để có thể là xóa được mật khẩu của các cái tài khoản khác trên máy tính. Còn với anh em nào mà có thể là khó khăn hơn, không có thêm tài khoản hoặc là các bạn có thể không nhớ được ấy, thì các bạn có thể thực hiện cái cách số 2 sau đây cho mình. Đó chính là thiết lập lại cái mật khẩu đã quên bằng chính cái danh sách ổ đĩa của các bạn. Bước 1, sau khi các bạn gõ sai cái mật khẩu trên màn hình máy tính ý, thì cái màn hình đăng nhập này nó sẽ xuất hiện một cái thông báo là Reset Password. Sau đó là cái dòng gõ mật khẩu, các bạn nhấp chuột vào và làm theo những cái hướng dẫn để có thể là lấy lại cái mật khẩu chúng ta. Các bạn cứ nhấn Next cho mình và chèn cái đĩa khôi phục mật khẩu mà các bạn đã tạo mới này vào. Lựa chọn cái mục tùy chọn là Password Reset Key Disk và chọn Next cho mình. Các bạn làm theo những bước trên và gõ mật khẩu mới vào cho mình để hoàn thành những cái thiết lập mật khẩu. Tiến tới cách cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái WinSafe Mode. Thì với WinSafe Mode thì nó sẽ tiện dụng hơn những cái cách trước đấy. Ví dụ như cách đầu tiên thì các bạn sẽ phải nhớ mật khẩu của một cái user account, hoặc là với cách số 2 ấy, thì các bạn sẽ phải có cái key reset ở trên ổ đĩa của chúng ta mà các bạn đã tạo từ trước đó để chúng ta có thể là reset được lại cái password. Còn với cách số 3 này thì các bạn sẽ không cần nhớ những cái lằng nhằng như vậy. Các bạn có thể vào ngay trong cái WinSafe Mode cho mình. Đầu tiên thì các bạn hãy khởi động lại máy tính và nhấn F8 để vào cái menu Boot cho mình. Các bạn hãy nhìn với các cái phím mũi tên này thì các bạn chọn Safe Mode cho mình. Sau đó các bạn hãy chọn cái mục là Win Safe Mode cho mình và nhấn Enter. Trên màn hình chính thì các bạn hãy nhấp vào mục Administrator cho mình. Nếu các bạn không có cái màn hình chính này thì hãy nhập. Các bạn nhấp vào menu Start ở góc dưới bên phải này, các bạn chọn vào mục Control Panel. Và trong cái mục Use Account này các bạn hãy thay đổi bất cứ một cái mật khẩu nào mà các bạn muốn thay vào đó. Sau đó các bạn có thể thiết lập lại cái Windows của chúng ta bằng nhấn Reset mật khẩu này. Và trên đây thì là một vài cái chia sẻ nhanh của Sửa Chữa Laptop 24h từ các bạn về cách để có thể thay đổi được các mật khẩu khi mà các bạn không nhớ cái mật khẩu các bạn đang sử dụng. Và hy vọng là với những chia sẻ trên chúng mình sẽ giúp các bạn có thể thay đổi được mật khẩu để lần sau có thể sử dụng dễ dàng hơn nhé. Còn nếu anh em nào mà muốn phá mật khẩu ấy thì dưới phần mô tả mình cũng sẽ để một cái anh em tự hiểu nhé. Còn nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.